Tập thể thầy và trò Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức làm lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Công tác tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với 100% chỉ tiêu, chất lượng đầu vào cao đối với tất cả các ngành. Trong năm học 2022-2023, nhà trường có 9 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn MOET của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Hướng tới năm học mới thành công, toàn thể cán bộ giảng viên tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm tạo dựng môi trường học tập tiên tiến, từng bước khẳng định vị thế của trường ở khu vực phía Nam và trong cả nước, hướng đến xây dựng trường trở thành một trường đại học nghiên cứu và vươn tầm ra khu vực và quốc tế. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Bộ Xây dựng tin tưởng rằng tập thể viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.